Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Yên Mô và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống hóa cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp, mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng vững chắc. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu được ứng dụng trong cơ quan nhà nước và đời sống xã hội, đặc biệt chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh đã lan tỏa đến mọi nơi, từ trung ương đến địa phương. Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet tăng gần 3 lần trong 5 năm qua, đạt 75%, cao hơn mức trung bình của thế giới 1,3 lần. Tỷ lệ thuê bao di động băng rộng đạt 76,42 trên 100 dân, vượt ngưỡng trung bình của thế giới. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 đã cao hơn cả 4 năm trước cộng lại. Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, số cơ quan nhà nước bảo đảm an toàn an ninh mạng theo mô hình 4 lớp tăng từ 0 lên 100% năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã tham luận về thành công ban đầu chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, lấy người dân là trung tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chuyển đổi số là việc mới, việc khó nên cần làm thí điểm cụ thể trong một diện hẹp, trực tiếp nhưng phải toàn diện và hướng đến người dân. Yên Hòa có hơn 2.300 hộ dân với trên 7.500 nhân khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh chiếm khoảng 70%, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc thí điểm và sau này nhân rộng. Tại đây, đa số người dân đã cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại để phòng chống dịch COVID-19. Ứng dụng phần mềm khám chữa bệnh từ xa, triển khai sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thư viện, tuyển sinh đầu cấp và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân được tiếp cận với thương mại điện tử thông qua việc đưa một số sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch. Mặt khác, thông qua ứng dụng công dân số, người dân được phổ biến giáo dục pháp luật, tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, phản ánh những kiến nghị, góp ý, tố giác tội phạm. 100% cán bộ công chức xã được cấp chứng thư số và ký văn bản điện tử theo quy định, đã triển khai phần mềm truyền thanh thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng chí cho biết, từ kết quả đạt được trong chuyển đổi số tại Yên Hòa, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Bình đã xác định xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là một trong 3 khâu đột phá. Chính vì vậy, Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, xây dựng xã hội số trên cơ sở ứng dụng tại 3 ngành: y tế, giáo dục, giao thông, kinh tế số tại ngành du lịch, nông nghiệp và công thương. Đến hết năm 2020, 80% hồ sơ, văn bản được ký số trong các cơ quan, đơn vị, 85% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4. Năm 2021, Ninh Bình dành tỷ lệ 1,5% ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, gấp khoảng 10 lần so với những năm trước đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông cần có chiến lược đào tạo về nguồn nhân lực cho công cuộc chuyển đổi số và nghiên cứu khung tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, qua đó triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn quốc. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và giai đoạn tới. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đứng trước kỷ nguyên số và tiến trình chuyển đổi số, ngành thông tin và truyền thông cần tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt sự phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Trên cơ sở kết quả chuyển đổi số đạt được ở một số địa phương như Ninh Bình, Bến Tre, cần đẩy mạnh nhân rộng mô hình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử từ cơ sở, lấy người dân là trung tâm. Thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh 4G, 5G. Đảm bảo sẵn sàng cho việc triển khai 5G. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp công nghệ thông tin hưởng ứng và chung tay cùng Bộ Thông tin và Truyền thông trong các chương trình hoạt động, tiến tới xây dựng chính phủ số, bắt kịp sự phát triển của công nghệ.
Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, công bố nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí và khai trương cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 1800 8108.